Ta sẽ bắt đầu với sự kiện này rất được quan tâm, đó là kết quả bóng thăm Arab Suzuki Cup 2020. Chúng ta là cuộc đấu với Malaysia, với Indo, với Campuchia, Thái Lan. Thì Dũng đánh giá thế nào bảng đấu của đội tuyển chúng ta? Dũng đánh giá cái bảng đấu của chúng ta năm nay đấy là một bảng đấu rất là quen thuộc. Tại vì quen thuộc ở đây là vì là có Malaysia, Indo và mình vừa rồi cũng đã đối đầu trải qua hai cái lượt trận của vòng loại World Cup thứ hai, và đối thủ còn lại là Campuchia với Lào. Thì Dũng đánh giá thì Campuchia thì mấy năm gần đây họ đã tiến bộ, và Dũng nghĩ bảng đấu của mình rất là khó khăn đối với tuyển Việt Nam mình. Khác với các đội tuyển tham dự AFF Super Cup thì là họ chỉ có tập trung tham dự vào giải đấu AFF Super Cup mà thôi. Chúng ta còn phải căng sức trên một trận quan trọng khác nữa, đó là vòng loại FIFA World Cup. Thì cái điểm này nó có những thuận lợi là chúng ta giữ được cái nhịp thi đấu cũng như là cái phong độ, nhưng mà cái bất lợi là chúng ta có thể bị quá tải, rồi có thể có những chấn thương không đáng có thể rủi ro. Thì cũng chưa biết như nào. Đối với Dũng nghĩ thì việc thi đấu liên tục như thế khi mình đang thi đấu vòng loại cuối cùng World Cup thì đấy là cũng có thuận lợi và cũng có những cái bất lợi. Dũng nghĩ thì toàn đội cũng đã từng thành viên một, đặc biệt là ban luyện cũng đã lên cái kế hoạch cho toàn đội đến lúc mà tham gia AFF thì phải cân bằng cái từ trận đấu. Và Dũng nghĩ thì là tập thể thì sẽ sẵn sàng và sẽ có những trận đấu mình sẽ xoay tua đội hình. Dũng nghĩ là toàn đội đã xác định được cái giải đấu sắp tới. Trở lại vòng loại 3 World Cup thì khi mà có kết quả bốc thăm thì Dũng có cái nhận định là trong số các đối thủ cùng bảng của chúng ta thì là có Trung Quốc và Oman là hai đối thủ mà chúng ta có khả năng mà giành được điểm số nhất. Thì sau hai lượt trận vừa qua thì Dũng có thay đổi cái nhận định của mình không? Đối với Dũng thì sau hai trận đấu đầu tiên vừa qua đấy, hai trận đấu mặc dù kết quả không được tốt nhưng mà đấy là một cái đoàn đội đã thể hiện được cái lối chơi cũng như là tinh thần rất là tuyệt vời, và chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới thì toàn đội đang rất là sẵn sàng và cố gắng từng buổi tập một để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho hai trận đấu sắp tới, đặc biệt trận đấu Trung Quốc. Thế còn cái khả năng mà chúng ta có thể giành được điểm số cho họ như nhận định của Dũng sau cái lễ bốc thăm? Đối với Dũng thì đây là trận đấu quyết định, là cho những bước đệm cho những trận đấu sắp tới. Dũng nghĩ thì toàn đội đã xác định được và sẽ cố gắng giành được những điểm số tối đa của hai trận đấu sắp tới. Một câu hỏi cuối liên quan đến cá nhân của Dũng, Dũng đang được rất nhiều khán giả quan tâm, đó là tình trạng thương của Dũng. Thì có biết là Dũng đã trở lại tập luyện bình thường cùng với đội chưa? Hiện nay thì Dũng đã hoàn toàn bình phục chấn thương, được 100% thể trạng cũng như là phong độ, quay lại tập với đội từ hôm qua rồi. Và Dũng đang rất là sẵn sàng để chuẩn bị cho những buổi tập, để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới. Ok, thank you.